Làm sao để trái dữ ta? Trái, trái dữ luôn. Con chiếc xe của quả một chạy vô cái chạy ra mất tiêu luôn rồi trời. Cụ lồng này có biến nha anh em. Thank you.
Wow, chạy vui. Cái này chắc là ông đâu rồi. Gọi xong. Cái này thiệt hại trả đáng bao nhiêu? Tiền không chờ bay nhiêu tiền. Chúng bạn lại giết là tiêu hết. Tiêu hết rồi. Tiêu hết. Giờ chấp nhận là chỉ có phòng cháy lửa thôi chứ còn đâu có phù này. Cái này. Giờ chỉ có cái đấy bỏ nó mãi cút trong cái này. Cái này mà dập nổi. Ôi, công nhân đông lắm mà, công nhân của cô Long nè. Cô Long đây nè, mà giờ nghe chú sau lưng có mấy này nè. Cô Long, quả lết cô Long. Không biết quả lết thì của ai đó. Giống như cô Long đó mà đang, đúng không? Chứa đồ cho nó đó. Tại vì nó cắt dễ chợ cho công nhân rồi, đúng không? Dạ, ủi máy này nó mạnh gió, vậy. Gió nó có. Cái gió hôm nay còn đứng, gió mà nó mạnh dạ. Hết hồn lửa lên cao kìa. Thằng này đằng tao. Ồ. Nó thấy không, cái này gió. Bừng bừng lên kìa nó. Gió. Nó chỉ được đoạn ngoài thôi, còn nó chỉ được đâu. Đằng nào nó ra cháy đi. Để nó bay ra nước rồi. Nước ngoài nó có Việt Nam. Mới cháy đây mà, tôi nằm ở nhà tôi thấy nó lên. Mới cháy đây mà lẹ vô. Wow. Mình ra được. Kìa, kìa. Ủa, mới cháy khúc này nó dữ nè. Có gió rồi. Không, cái ngay khúc giữa này nó lạnh luôn rồi. Gió. Gió mà lên cao rồi.
chơi rồi. Đúng rồi, con lộ hủng mà cháy lên.